Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Như mọi người cũng đã biết, năm nay là năm Thìn. Những người đang xem video này, trong các bạn có ai sinh năm Thìn không? Và ngày hôm nay thì tôi muốn nhắc đến năm 1976. Bạn có nhớ những danh thủ bóng đá nổi tiếng thế giới nào sinh ra vào năm này không? Nếu tạm thời chưa nhớ ra thì hãy cùng tôi tìm hiểu trong video này nhé. Linh Dương Đông Âu hay Seva là biệt danh của cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Ukraine từng sản sinh. Không phải ai khác, tên của anh chính là Andriy Shevchenko. Anh dành phần lớn sự nghiệp của mình thi đấu cho hai câu lạc bộ là Dynamo Kiev và AC Milan. Nhưng khoảng thời gian thi đấu cho sắc đỏ đen thành Milan mới giúp anh đạt được nhiều thành công nhất. Thời điểm còn thi đấu, anh được biết đến là mẫu tiền đạo có tốc độ lẫn khả năng dứt điểm tuyệt vời. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất của anh là 7 năm gắn bó tại AC Milan, nơi anh giành được Serie A, Champions League và danh hiệu quả bóng vàng. Sau này chuyển sang Chelsea, anh đã không còn là chính mình. Alexandro Nesta sinh ngày 19 tháng 3 năm 1976. Anh được biết là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh dành phần lớn sự nghiệp của mình thi đấu cho Lazio và AC Milan và 4 lần được vinh danh là trung vệ xuất sắc nhất giải đấu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian 10 năm chơi cho Rossoneri, anh đã cùng câu lạc bộ giành được 10 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, trong đó nổi bật là 2 chức vô địch Serie A và 2 danh hiệu Champions League. Nesta được biết đến là hiện thân trong việc nâng phòng ngự thành một bộ môn nghệ thuật. Cây ảnh chơi bóng ở hàng thủ đã truyền cảm hứng cho biết bao cầu thủ sau này, trong đó có những cầu thủ thành danh như Leonardo Bonucci. Seguin là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh được người ta nhớ đến nhiều nhất trong khoảng thời gian 12 năm thi đấu cho Newcastle ở giai đoạn 97-2009. Dù vậy, trong suốt khoảng thời gian này, anh không giành được bất kỳ một danh hiệu nào cũng trích chòe. Thành tích tốt nhất chỉ là Á quân FA Cup mùa giải 97-98. Sau đó, anh chuyển sang Man City thi đấu tại đây 2 năm và giành được danh hiệu FA Cup. Anh kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo của Stoke City vào năm 2017. Ruud van Nistelrooy được biết đến là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nửa đầu thập niên 2000, nơi anh cùng Thierry Henry tạo ra cuộc canh đua sông mã cho chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Dù rằng tiền đạo người Hà Lan đa phần là thất bại, nhưng như thế cũng đủ để người ta nhớ đến anh từng xuất sắc như thế nào. 5 năm khoác áo cho Quỷ Đỏ, anh ra sân 219 trận và ghi được 150 bàn thắng, giúp Man United giành được 4 danh hiệu. Tưởng rằng anh có thể thi đấu tại đây lâu hơn, nhưng những mâu thuẫn không thể nào hàn gắn với Cristiano Ronaldo và Sir Alex Ferguson khiến anh phải rời đi. Tiền đạo người Hà Lan sau này kể lại rằng rời Man United là quyết định sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Dù chỉ thi đấu 6 năm ngắn ngủi trong màu áo của Arsenal, nhưng Gilberto Silva được người ta biết đến là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất ở dạng Ngoại hạng Anh. Ông là một trong những cầu thủ có tên trong đội hình giành chức vô địch Premier League, thần thánh của pháo thủ mùa giải 2003-2004. Cái ngày cầu thủ người Brazil rời Harbury, huấn luyện viên Arsene Wenger đã vô cùng tiếc nuối bởi vị chiến lược gia người Pháp đã định hình Silva trở thành đội trưởng mới của Arsenal thay thế cho Patrick Vieira. Michael Ballack được người ta biết đến với những danh xưng như vua về nhì hay vị vua không ngài. Thời còn là cầu thủ, Ballack được biết đến là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới với lối chơi đa năng khi có thể thi đấu hầu hết các vị trí. Mùa giải 2001-2002 là mùa giải không thể nào quên của thủ người Đức khi lập hat-trick về nhì tại Bundesliga, Champions League và World Cup. Dù rằng sự nghiệp của anh không hẳn là không có danh hiệu, rất nhiều là đằng khác, nhưng việc về nhì quá nhiều lần khiến người hâm mộ có những kỷ niệm sâu sắc về anh. Trong đó, hình ảnh Ballack chạy theo phản ứng dữ dội với quyết định trọng tài Obrebo ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2008-2009 đã khiến biết bao con tim người hâm mộ Chelsea phải đau nhói. Patrick Vieira gia nhập Arsenal vào năm 1996 tại đội bóng phía Bắc London. Anh đã trở thành một biểu tượng và một trong những nhân tố quan trọng của pháo thủ trong suốt 9 năm gắn bó. Anh là tiền vệ thi đấu vô cùng mạnh mẽ, không ngại va chạm và rất máu lửa. Nói không ngoa khi bên cạnh Tony Adams thì Vieira là đội trưởng xuất sắc nhất lịch sử của các pháo thủ. Ông cùng câu lạc bộ giành được 10 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Premier League và đặc biệt là mùa giải bất bại 2003-2004. Kể từ ngày Vieira rời đi, Arsenal đã không thể giành thêm bất kỳ một danh hiệu Ngoại hạng Anh nào nữa. Ronaldo de Lima được người ta biết đến với danh xưng người ngoài hành tinh bởi phong cách chơi bóng của anh là quá khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Những pha đi bóng đầy tốc độ cùng với khả năng qua người siêu hạng đã làm nên tên tuổi của El Phenomenon. Chỉ tiếc là chấn thương dài dẳng đã ngăn cản Ronaldo phát triển sự nghiệp của mình. Dù vậy, bấy nhiêu thôi cũng là đủ để người đời luôn nhớ đến anh. Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo giành được 2 chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil vào các năm 94 và 2002. Anh cũng là chủ nhân của 2 quả bóng vàng 97 và 2002. Dù đã từng giành quả bóng vàng và World Cup, nhưng Ronaldo lại chưa từng một lần vô địch Champions League trong xuyên suốt sự nghiệp của mình.
Seedorf được người ta nhớ đến là cầu thủ giành được Champions League với nhiều câu lạc bộ nhất. Cụ thể, ông đã vô địch giải đấu này 4 lần với 3 câu lạc bộ khác nhau gồm Ajax, Real Madrid và AC Milan lần lượt vào các mùa giải 94-95, 97-98, 2002-2003 và 2006-2007. Ông cũng được vua bóng đá Pele chọn vào danh sách 125 cầu thủ vĩ đại nhất. Seedorf là người biết đến có tấm lòng nhân ái. Năm 2001, ông đã chi ra 4 triệu euro để xây dựng sân vận động mang tên ông tại Suriname, nơi ông sinh ra và lớn lên trước khi chuyển đến Hà Lan và gia nhập đội trẻ Ajax vào năm 1982. Guti là một trong những cầu thủ huyền thoại của Real Madrid, chắc chắn là như vậy rồi. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid và dành quãng thời gian sự nghiệp của mình để thi đấu cho kiền kiền trắng. Anh được biết đến là một tiền vệ đa năng khi chơi ở hầu hết các vai trò như tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự, thậm chí anh cũng có thể chơi như một cầu thủ chạy cánh trong đội hình. 15 năm gắn bó với Los Blancos, anh ra sân hơn 500 trận đấu, ghi được 76 bàn thắng và có 97 đường kiến tạo, giúp Real giành được 5 chức vô địch La Liga, 3 cúp Champions League và một số những danh hiệu nhỏ khác. Dù tài năng là thế, nhưng Guti rất ít khi được triệu tập lên đội Tây Ban Nha. Nguyên nhân chính là do bản thân của Guti, Michael Owen và Steve McManaman từng nhận xét Guti là cầu thủ viển vông nhất trong phòng thay đồ. Hoàng tử thành Rome, cầu thủ xuất sắc nhất Roma, đó là những biệt danh mà những cổ viên của AS Roma dành cho Totti. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng được đôn lên đội 1 vào năm 1993. Trong suốt 24 năm sự nghiệp, Totti chỉ gắn bó đúng với đội bóng màu áo bã trầu. 785 trận đấu và 307 bàn thắng, Totti đang giữ kỷ lục là cầu thủ ra sân nhiều nhất cũng như là chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ. Thời đỉnh cao sự nghiệp của mình, rất nhiều đội bóng danh tiếng như Real Madrid hay Man United muốn có sự phục vụ của chàng lãng tử người Ý. Nhưng anh đã từ chối tất cả, anh chỉ là một phần của Roma, cống hiến những gì tinh túy nhất cho đội bóng này. Dù chỉ giành được 5 danh hiệu cùng Giallo Rossi, nhưng đó chẳng phải là vấn đề. Vì nếu như thi đấu vì danh hiệu, anh đã không bỏ ra 24 năm của mình cho đội bóng thủ đô. Camonarese là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất cùng thời đại. Sự nghiệp của anh kinh qua rất nhiều câu lạc bộ, trong đó Juventus là nơi anh gắn bó lâu nhất. Năm 2006, cả nước Ý chấn động với sự kiện Calciopoli khiến bà đầm già bị giáng xuống Serie B. Hàng loạt những danh thủ nổi tiếng đều rời câu lạc bộ, nhưng đồng thời cũng có khá nhiều hào thủ vẫn ở lại đây thể hiện lòng trung thành với Bianconeri. Những David Trezeguet, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero hay Mauro Camoranesi tiếp tục gắn bó với Juventus và đưa câu lạc bộ trở lại Serie A sau một mùa xuống hạng. Patrick Kluivert trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax, anh được đôn lên đội 1 năm 18 tuổi và hợp thành Dream Team của Ajax thời điểm đó với những hào thủ như Van der Sar, Edgar David, Frank de Boer, Clarence Seedorf. Ajax đã khuấy đảo châu Âu xuyên suốt nhiều năm liền. Họ đánh bại AC Milan hùng mạnh của Paolo Maldini trong trận chung kết Champions League mùa giải 94-95 với bàn thắng duy nhất của Patrick Kluivert. Sau khi rời quê hương, Kluivert chuyển sang đầu quân cho AC Milan và kế đến là Barcelona. Tại đội chủ sân Camp Nou, anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. 6 năm gắn bó với Blaugrana, Kluivert ra sân 256 lần và ghi được 122 bàn thắng. Thế hệ 1976 phải nói rằng sản sinh ra rất nhiều cầu thủ xuất chúng cho bóng đá thế giới. Bạn ấn tượng với cầu thủ nào nhất trong số 13 cái tên nói trên? Và nếu bạn còn biết những cầu thủ nào sinh ra ở năm đấy, hãy để lại comment cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân.